cuộc sống hiện tại của tài tử Lê Tuấn Anh, chồng nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sau 20 năm từ bỏ sự nghiệp. Lê Tuấn Anh được biết tới là một trong những tài tử nổi danh nhất màn ảnh Việt những năm thập niên 90. Thời điểm đó, phim nào có sự góp mặt của Lê Tuấn Anh đều thắng lớn, anh cũng là bảo chứng cho phòng vé. Dòng phim thị trường nở rộ và theo đó, cát xê của Lê Tuấn Anh cao chót vót. Anh từng được trả 30 triệu đồng cho một bộ phim. Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của Lê Tuấn Anh có thể kể đến như Lệnh Truy Nã, Hải Đường Trắng, Công Tử Bạc Liêu, Nửa Đời Phóng Đảng. Đặc biệt, việc hóa thân xuất sắc vào vai nhân vật Thái Sa Lem trong phim Lệnh Truy Nã đã đóng khung Lê Tuấn Anh vào những vai phản diện Sở Khanh trong hầu hết các vai sau đó. Thế nhưng vào năm 1998, Lê Tuấn Anh bất ngờ từ bỏ sự nghiệp diễn xuất sau một bộ phim cuối cùng anh góp mặt, Gió Qua Miền Tối Sáng. Một số người cho rằng quyết định của Lê Tuấn Anh bị ảnh hưởng bởi cái chết của người bạn thân Lê Công Tuấn Anh. Chính Lê Tuấn Anh từng tâm sự, sau cái chết của Lê Công Tuấn Anh, tôi chợt bừng tỉnh và hiểu rằng mình phải biết chấp nhận thực tế và tìm một con đường khác. Từ bỏ màn ảnh khi chưa đến 30 tuổi, Lê Tuấn Anh chuyển hướng sang kinh doanh. Từ đó đến nay, Lê Tuấn Anh không xuất hiện trong bất cứ hoạt động nghệ thuật hay bộ phim nào. Về chuyện tình cảm, Lê Tuấn Anh từng trải qua mối tình thanh xuân với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân khi cả hai cùng học trường nghệ thuật. Nhưng chỉ vì hiểu lầm nhỏ mà cả hai đường ai nấy đi, cách biệt suốt 10 năm. Sau mối tình với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Lê Tuấn Anh yêu và sống chung một thời gian với ca sĩ Phương Thảo. Trong khi đó, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân kết duyên cùng một kiến trúc sư. Sau đổ vỡ lần đầu, cuối cùng Hồng Vân và Lê Tuấn Anh tìm đến nhau. Chuyện tình ngưng vỡ lại lành của Lê Tuấn Anh và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Kết hôn với Hồng Vân, Lê Tuấn Anh lùi về hậu trường, nhường sân khấu nghệ thuật cho vợ. Anh trở thành ông chủ của chủ nhà hàng, lo kinh tế gia đình để Hồng Vân toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật. Lê Tuấn Anh từng tâm sự, một nhà không thể có hai nghệ sĩ, một người phải hy sinh để chăm lo cho gia đình, kinh tế, còn một người tung hoành cống hiến cho nghệ thuật. Tuấn Anh cho biết anh không tan biến, vẫn tồn tại bên đời nhưng rút vào trong lặng lẽ. Dù khi giải nghệ chưa tròn 30 tuổi, nhưng anh thấy bao nhiêu cống hiến đó là đã đủ. Thời gian gần đây khi chụp ảnh cùng diễn viên Việt Trinh, người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng về nhan sắc của tài tử màn ảnh Việt một thời, tuy nhiên Lê Tuấn Anh lại bình thản đón nhận. Bị che mập, xấu, nhưng Tuấn Anh cho rằng anh thích ngoại hình ấy hơn cả trai đỡm dáng và ẻo ợt ngày nào. Hiện tại Lê Tuấn Anh là giám đốc sân khấu kịch Hồng Vân và làm chủ nhà hàng của hai vợ chồng. Anh chọn cuộc sống bình dị bên vợ, con và không quan tâm đến những thị phi trong giới showbiz. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và câu chuyện hơn cả ngôn tình với tài tử một thời showbiz Việt. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân được nhiều người ngưỡng mộ khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trên trang cá nhân. Nữ diễn viên may mắn lấy được người chồng hiểu tâm lý, cưng chiều và hay mua quà tặng vợ. Hạnh phúc ngọt ngào là vậy, thế nhưng ít ai biết cuộc hôn nhân của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và Lê Tuấn Anh là sự kết hợp của hai mảnh ghép từng lạc mất nhau nhiều năm trước đây. Hồng Vân có quê nội ở vùng đất Quan Họ Bắc Ninh, dù gia đình không có người theo nghệ thuật, nhưng với tài năng của mình, chị sớm trở thành nghệ sĩ nổi tiếng khắp cả nước. Nếu Hồng Vân được sinh trưởng trong một gia đình êm ấm, hạnh phúc, thì Lê Tuấn Anh từ bé đã mất mẹ, cha đi lấy vợ khác. Năm 17 tuổi, anh đã phải tự thân lập nghiệp, làm đủ các nghề từ bán nước, bồi bàn để kiếm sống. Sau đó anh thi đỗ vào lớp điện ảnh và trở thành diễn viên nổi tiếng như năm 1990 cùng với các diễn viên Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh. Khi còn là sinh viên, Hồng Vân đã nổi tiếng là cô gái có nhan sắc, thông minh, duyên dáng và hoạt ngôn, nên cô có rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Còn Lê Tuấn Anh cũng nổi tiếng bởi vẻ điển trai, lãng tử. Một lần cả hai được trường mời diễn chung, minh họa cho bài hát Thiên Thai trong video clip của một nữ ca sĩ. Tuấn Anh đóng vai Từ Phúc, còn Hồng Vân làm tiên nữ. Sau lần diễn chung, cả hai phải lòng nhau và họ trở thành một cặp đẹp đôi ở trong trường nghệ thuật sân khấu. Nhưng giữa lúc tình cảm thắm thiết, vì một số hiểu lầm, khi tình cờ gặp người yêu chở người bạn gái khác sau lưng, Hồng Vân đã lập tức đòi chia tay. Khép lại mối tình sinh viên, mỗi người đều đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nên duyên cùng một kiến trúc sư, còn Tuấn Anh kết hôn với nữ ca sĩ Phương Thảo, vợ hiện tại của nhạc sĩ Ngọc Lễ. Tuy nhiên, sự trùng hợp đến lạ kỳ là cả hai cuộc hôn nhân này đều không có kết thúc đẹp. Sau nhiều va vấp cuộc đời, cuối cùng Hồng Vân và Lê Tuấn Anh lại trở về bên nhau để viết tiếp cuộc tình còn dang dở trong quá khứ. Dù từng rất giận Lê Tuấn Anh,
nhưng khi vô tình gặp lại, Hồng Vân bồi hồi nhớ về những cảm xúc thuở mới yêu. Con tim chỉ đập loạn nhịp trở lại và quyết định yêu người cũ thêm lần nữa. Sau nhiều biến cố thăng trầm, họ nên duyên vợ chồng trong sự ngỡ ngàng của bạn bè và đồng nghiệp. Thời điểm ấy, nhiều người tỏ ý không tin tưởng vào tình yêu này bởi Hồng Vân khi ấy đã qua một lần đò, lại mang theo đứa con thơ với người chồng trước. Có người còn ác ý cho rằng chàng diễn viên Lê Tuấn Anh muốn lợi dụng sự nâng đỡ của Hồng Vân để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi này đã chứng minh được điều ngược lại. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tự nhận mình là người may mắn vì có người chồng hết mực thương yêu và thông cảm với công việc của chị. Thậm chí từ một diễn viên điện ảnh đang ăn khách, Lê Tuấn Anh lui về hậu trường, chuyển sang lập kinh doanh, một phần cũng vì thương vợ con. Cây hài nổi tiếng tiết lộ, chị luôn nhận được sự động viên và cảm thông, chia sẻ từ chồng. Từng làm cùng nghề, nên chỉ cần một thoáng buồn của chị là anh cũng đoán hết. Là đàn ông, nhưng anh rất đảm đang và tinh tế. Anh chỉ quan sát thôi, cũng biết tụi nhỏ đang thiếu hay thích món gì. Quần áo anh mua vừa hợp sở thích, mà size cũng đúng y ba đứa con. Mặc dù đã quen với tính cách của chồng, nhưng nhiều khi chị vẫn bất ngờ về sự quan tâm chu đáo của anh. Thương vợ, chỉ có hai chữ ấy để diễn tả hy sinh của anh để tôi được làm nghề, được tôn vinh. 10 năm trước, giữa lúc tương lai điện ảnh mờ mịt, thì sân khấu có ánh sáng le lói ở cuối con đường. Anh chấp nhận chọn giải pháp lùi về phía sau, âm thầm, lặng lẽ cho mọi việc để tôi hoàn toàn chú tâm cho công việc. Tôi nhớ những ngày đầu thành lập sân khấu kịch Phú Nhuận, tôi một thân một mình, biết trông cậy vào ai ngoài anh ấy. Người suốt bao nhiêu năm qua, lúc khó khăn, lúc gian nan nhất là tôi nhớ đến. Ai cũng nói, người như thế với mình thật sự là chồng mình, còn lại chỉ là khoảnh khắc, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ. Được biết đến là một diễn viên, danh hài có tiếng của điện ảnh cách trường Việt Nam, ít ai biết nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân còn là một doanh nhân, một nhà chính trị. Chị cùng lúc quản lý hai sân khấu kịch lớn là sân khấu kịch Phú Nhuận và Super Bowl, vừa là phó chủ tịch Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, vừa là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 2011-2016. Vai trò nào, nữ nghệ sĩ cũng chỉnh chu và gặt hái được nhiều thành công. Nhưng điều khiến chị hài lòng hơn cả sự nghiệp đó chính là mái ấm gia đình, bên người chồng và ba đứa con ngoan ngoãn. Chị từng nói không chỉ là người chồng cưng chiều yêu thương vợ, mà Lê Tuấn Anh còn là người cha mẫu mực, thần tượng của các con. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng từng chia sẻ với báo chí khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tôi quan niệm, một gia đình hạnh phúc là mọi thành viên trong gia đình sống hết lòng với nhau, cùng chia sẻ là mình sống, yêu chồng yêu con bằng tất cả trái tim của mình, yêu hết mình và sống hết mình. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thú nhận, trong 12 giờ làm việc mỗi ngày, lúc nào chị cũng hướng tới chồng con. Công việc đòi hỏi phải thường xuyên ra ngoài, nhưng chị vẫn dành sự quan tâm chu đáo cho chồng, con bằng những cuộc điện thoại đúng lúc. Nhà có đầy đủ đầu bếp, bảo mẫu, người giúp việc, nhưng chị vẫn luôn là người chọn cho chồng bộ quần áo trước khi đi ra khỏi nhà, lấy giùm anh cái máy quay phim, thường xay cho anh ly sinh tố, tự pha sữa cho con mỗi đêm, hay đích thân làm món trứng sốt và đậu chiên, món khoái khẩu của cả nhà. Tôi tranh thủ tất cả những lúc rảnh rỗi để về nhà ăn cơm, dạy cho con học, chơi với con. Bây giờ mấy đứa nhỏ nhà tôi đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, nên rất cần mẹ chăm lo kỹ càng để phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, chị tâm sự. Hiểu được điều này, chồng chị Lê Tuấn Anh cũng cảm nhận được điều đó. Anh chia sẻ, em là người luôn luôn bận rộn với công việc, trong nghệ thuật, sân khấu. Nhưng đối với gia đình, anh phải công tâm khi nhìn nhận em là người chu toàn. Ngoài công việc, em dành hết thời gian cho chồng con, lo cho chồng, con từng miếng ăn giấc ngủ. Đến việc học hành của các con, lúc nào em cũng muốn hoàn hảo nhất. Tội nghiệp em, đa đoan, vất vả. Cái thiếu sót của em là gì em biết không? Em lo cho tất cả mọi người, nhưng ít khi nghĩ cho bản thân. Con gái lớn của Hồng Vân, Nguyễn Ngô Hoàng Châu, vừa tổ chức đám cưới với bạn trai lâu năm vào tháng 6 vừa qua tại Mỹ. Hoàng Châu theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế tại Mỹ. Con gái đầu thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Trước đây Hoàng Châu từng tham gia diễn xuất trên sân khấu kịch và truyền hình. Con trai thứ của Hồng Vân, Khôi Nguyên, cũng đã trở thành một chàng trai tuấn tú cùng chiều cao 1m8. Từ nhỏ Khôi Nguyên đã sang Mỹ học với chị gái. Khôi Nguyên giống mẹ có niềm đam mê lớn với nghệ thuật, cầu theo đuổi cả diễn xuất lẫn ca hát.